Alo? Alo? Anh nói sao? À, con BA700 à? Nó có hàng mới, có hàng đã qua sử dụng cũng có luôn. À, hàng đã qua sử dụng là giá nó 21, còn hàng mà hàng mới là giá 30. À, là cái 18 mấy, là 17 mấy là giá trước đây năm 2021 á, là PA7 hàng cũ nó, hàng mới nó giá nó rẻ. Năm 2023 hàng mới giá lên cao lắm, nó lên ví dụ như năm 2021 là hàng hàng mới PA7 nó giá chỉ có 22 triệu đến 23 triệu. Mà năm 2023 thì hàng mới lên tới 33 triệu. Nó lên ví dụ như công ty nhà cửa hàng nhỏ bán 30 thì cửa hàng lớn bán khoảng 33. Thì hàng cũ nó dao động từ khoảng 20, 21, 22, 23. Có lên, có thể là lên tới 25. Do năm 2023 là hàng hàng cũ nó lên giá ghê lắm, hàng cũ và hàng mới, tại vì hàng mới lên 10 triệu một cây mà. Ví dụ như năm 2021 á là PA1000 nó có 33 triệu đến 35 triệu, mà năm nay nó lên tới nhà 49 triệu mà. À, không tin em hỏi cho coi, ví dụ như PA6 rồi năm 2021 anh bán hàng mới nó có 13 triệu cây, hàng hoặc là 15 triệu cây. Nhưng mà năm 2023 này là 22 triệu mới có hàng mới mà. Em cứ kiểm tra thị trường đấy, tại vì giá có à, có anh cũng không rành lắm, nó là công nghệ Italia gì đó, rồi để lật cái đít lên coi mới biết được, nhưng mà cây của anh là còn mới lắm. Em cứ đến coi đi. À thì em tranh thủ đi, rồi anh đang mấy hôm nay đang coi là anh đang bán giá rẻ nhất thị trường á, anh đang có hàng mới hàng cũ anh đang bán giá rẻ nhất thị trường á, em được không chạy lên em coi đi, rồi anh để cho 21. Cây này đẹp lắm, đẹp lắm, 21 triệu là giá rẻ nhất thị trường rồi. Bây giờ thị trường đã sớm bán 22, 23 không à, 24, 25. Anh là anh nhập 4 5 cây phe 7 về anh bán giá rẻ, chứ còn mà bình thường người ta họ ít hàng bán giá cao lắm. Mới là 30. Ok, hôm em đang ở đâu? Trà Vinh à, Trà Vinh gần mà, em chạy lên coi đàn đấy, được mua cây về xài. À còn không mà chuyển khoản để anh gửi về cho. Mấy người à, mấy người mua anh là chuyển khoản đủ anh gửi xe về khỏe. Ok em. Ok, rồi rồi.